nhân dân ở địa phương. Nên tôi tụng ta kiếm kiếm đá gì ghế mà tôi như vậy chứ.
Quốc. Đây. Anh đang phục vụ đâu vô cho tôi một người một cái mâm. Lấy cho tôi một cái mâm để sang đây. Thôi việc có chứ biết. Có mâm được không? Cái đồng ta chạy đây chi nữa, ta thấy trước kia bán tôi lại cho nó. Trái chỗ này để sang đây. Anh đang phục vụ đâu rồi? Lên lấy một cái trái chỗ này để sang tôi cái đây, tôi thấy cái. Lấy một sen để mới bói đất. Thank you.
chuẩn bị anh em phục vụ chúng đó là chuẩn bị đồ lễ cống nó chuẩn bị để sẵn đó. Nên đi tay chỉ nói xong là giang mang lên thôi. Có kiểm tra cho tôi nghe.